Kim BB, phòng chống tham gia hiệu quả, an toàn cho trẻ sơ sinh. Ngày mai tôi sẽ nghỉ việc ở công ty anh. Nghỉ việc? Tại sao lại nghỉ việc? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc cho bé Ken hơn. Công việc ngày trước của tôi rất là linh động giờ giấc, cho nên tôi chăm sóc thằng bé rất là tốt. Sếp, sao tự nhiên sếp nắm tay em vậy? Chú Quang, chị bấm không còn nữa, tôi cho vô nhà đi. Chú Quang, cho vô nhà đi. Ken, con làm cái gì vậy? Mẹ đã nói làm sao không có được làm phiền chú Quang. Mẹ con mình làm phiền chú Quang đủ rồi. Đi qua đây với mẹ. Mẹ lên. Hư hả? Mẹ đã kêu đi qua đây. Mẹ nói là đi qua đây. Đi qua đây. Anh đi về đi. Trên thế giới này, nếu xếp hạng con gái khó ưa thì không nghe lời, cô xếp thứ hai không ai dám nhận thứ nhất ha. Làm đó đủ rồi. Cất đồ đi, đi về. Tôi trở về nè. Tôi muốn làm cho nó xong luôn. Đây là lệnh của sếp. Tôi lấy tư cách giám đốc công ty ra lệnh cho nhân viên của mình. Lại lên. Bây giờ sao? Để sếp đợi vậy hả? Alo, Hà nghe nè. Cái gì? Trời đất ơi, bây giờ tôi đang ở đâu vậy? Hà tới liền. Có chuyện gì vậy? Bé Ken đi lạc rồi. Cái gì? Tại sao Ken đi lạc? Thì Tùng dắt nó tới chỗ Hình, xong rồi kêu ngồi yên, rồi bây giờ không biết chạy nhảy đâu, bây giờ mất tiêu rồi à. Thấy chưa? Nếu như cô chịu nghe lời tôi, đâu sẽ là chuyện này. Bây giờ phải lúc đổ lỗi đâu. Anh làm ơn chở tôi tới đó giùm đi. Tùng, Tùng, sao rồi hả? Tìm thấy thằng nhỏ chưa? Tùng xin lỗi, Tùng tìm nãy giờ mà Tùng không thấy. Chết rồi, thằng nhỏ nó ở đâu được chứ? Nè, anh trông bé kiểu gì vậy hả? Anh nhận lời rồi, phải có trách nhiệm chứ. Đang trông thằng bé mà đi chụp hình là sao? Anh thương mẹ nó, phải thương luôn nó chứ. Anh trông không được, để tôi trông. Anh thôi đi. Bây giờ cái chuyện quan trọng là tìm thằng nhỏ, chứ đâu phải đứng đây mà gây lộn đâu. Vậy bây giờ, Tùng tìm hướng này đi, Hà tìm ở đây, rồi anh thì vòng vòng ở khu này nha. Đi đi. Có gì báo anh biết nha. Ken ơi, Ken ơi, Ken đi, Ken. Ken à, Ken. Ken ơi, Ken. Con ơi, con có bị gì không hả? Dạ con có bị đau ở đâu không vậy? Rồi hồi nãy giờ con ở đâu vậy hả? Dạ con ngủ ở đằng sau á. Trời ơi, rồi ai đưa con về? Làm sao mà con về được nhà hả? Dạ con tự về chỗ đó, mẹ với chú Tùng mới dẫn con đi cho con nhớ đừng về.
Ken, sao chú nói con ngồi im chỗ, con chạy đi chi cho đi lạc vậy Ken? Con biết con làm chú lo lắm không vậy? Dạ tại con buồn muốn về nhà ấy là vô chơi. Nè, bây giờ nghe mẹ dặn nè nghe không? Mai mốt á là muốn đi đâu, muốn làm cái gì là phải nói với mẹ, nói với chú Tùng hay nói với mẹ Nga, chứ không có được tự ý bỏ đi như vậy. Con biết con bỏ đi như vậy là mẹ rất là lo lắng, biết không? Dạ. Nè mẹ khóc nè thấy chưa? Có muốn mẹ khóc không hả? Dạ lắm mẹ. Ngoan, thôi bây giờ đi vô nhà nha. Dạ. Nha. Bây giờ đi vô nhà chơi Lego nghe không? Rồi lát nữa mẹ vô mẹ tắm rửa cho. Rồi. Đi vô phòng chờ mẹ đi ha. Anh xin lỗi. Tại anh coi bé Ken không kỹ. Để mọi người lo lắng là lỗi của anh. Chị cũng lỡ rồi. Mà cũng lỗi là tại bé Ken nó đi, nó không có nói với ai tiếng nào hết. Lỗi do bé Ken hả? Lỡ bé Ken có chuyện gì xảy ra, cô có bình tĩnh nói vậy được không hả? Anh Quang, ngày mai tôi sẽ nghỉ việc ở công ty anh. Nghỉ việc? Tại sao lại nghỉ việc? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc cho bé Ken hơn. Công việc ngày trước của tôi rất là linh động giờ giấc, cho nên tôi chăm sóc thằng bé rất là tốt. Tôi sẽ quay lại công việc đó. Cái này tôi có thể sắp xếp giờ giấc linh động cho cô được mà. Không cần đâu. Tôi không muốn anh can dự bất kỳ điều gì vào công việc cũng như là cuộc sống của mẹ con tôi hết. Sau này nếu mà không có chuyện gì quan trọng, anh đừng có đến đây nữa. Cuộc sống của tôi và bé Ken trước đây rất tốt, cuộc sống của anh cũng vậy. Cho nên là mình đừng can dự vào cuộc sống của nhau, đừng liên quan gì nữa hết. Mong anh hiểu cho. Chuyện ngày hôm nay tìm bé Ken, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Anh về đi. Xin lỗi. Giờ mày tính sao? Thì tìm việc khác chứ làm sao. Trời ơi thiệt tình luôn á. Đang yên đang ổn tự nhiên nghỉ việc à? Bây giờ còn cách nào khác đâu. Tao cũng phải tìm việc linh động để có thời gian chăm sóc cho bé Ken nữa chứ. Thôi đi. Mày đừng có lôi Ken vô đây để làm lý do. Tao thấy là mày muốn tránh mặt ông Quang thì có. Mày có tình cảm với ổng, ổng cũng có tình cảm với mày. Sao hai người không đến với nhau đi cho Ken nó có ba. Mẹ Nga nói đúng nè. Em có tình cảm với người ta thì em chấp nhận người ta đi. Đừng để anh đóng kịch nữa. Chứ anh đóng kịch miết mà anh không được cái gì là anh hơi quạo rồi đó. Em xin lỗi anh nhiều nha. Tại vì cái chuyện này mà cứ phải khiến anh khó xử hoài à. Nhưng mà thật tình câu chuyện này nó không có đơn giản như là hai người nghĩ. Không phải là cứ em gật đầu một cái rụp là em với anh Quang sẽ thành đôi, rồi anh Quang thành ba bé Ken. Mọi chuyện nó không có đơn thuần như vậy đâu. Không đơn thuần chứ sao, mày nói đi. Mẹ anh Quang á chỉ chấp nhận duy nhất Bích Ngọc làm con dâu thôi. Và mẹ ảnh cũng đã dắt Ngọc lên công ty tuyên bố với tất cả mọi người là chỉ chấp nhận duy nhất một mình Ngọc, và sẽ không muốn bất kỳ một người phụ nữ nào chen chân vô. Tại vì trong mắt mẹ anh Quang là không có một người phụ nữ nào tương xứng với ảnh hết. Ủa cái đó là má ông chọn mà, đâu phải là ông chọn đâu. Ông có chính kiến riêng của ông chứ đó. Bây giờ ông thích nhỏ Ngọc đó thì ông đâu có thả thính em làm gì. Đó, thấy chưa. Ông Tùng lâu lâu nói một câu đúng dễ sợ đúng luôn. Thì đó. Anh Quang anh cũng phải có quyền quyết định chứ. Đúng luôn. Cái này là tại vì hai người thương em nên hai người mới nói vậy. Rõ ràng là Quang với Ngọc rất là môn đăng hộ đối, rất là tương xứng với nhau về mọi thứ đúng không? Em mà so với Ngọc em không là cái gì hết. Với lại cái chuyện mà anh Quang mà quan tâm với em á, cái này chỉ là ảnh coi em tư cách giống như là mẹ của bé Ken vậy thôi. Tại vì tụi mình nghĩ sâu nghĩ xa rồi suy diễn tùm lum lên á. Em mắc cười em quá, sao em nói lúc nào em cũng tự ti hết trơn. Phải tự tin lên chứ, em có nhiều cái tốt đó mà tại em không biết thôi. Cái này không phải là tự ti, mà mình biết mình ở đâu. Cái thế giới này nó rộng, nó lớn dữ lắm. Nhưng mà thật ra nhìn qua nhìn lại nó cũng có chút xíu xíu à. Đâu phải là vị trí nào mình cũng có thể đứng được. Thank you.
Sếp, sao tự nhiên sếp nắm tay em vậy? Ủa cô... Cô nào? À, cậu. Sao cậu ở đây? Dạ em vô đưa bánh với nhắc sếp là 9 giờ mình có họp với tổ thiết kế. Sếp đừng làm em sợ nha sếp. Ờ, không có gì. Dạ. Lịch 9 giờ sao? Dạ, em mới vừa nói tức thì luôn á. 9 giờ mình có họp với tổ thiết kế. Ờ, tôi biết rồi. Dạ, em đi ra ngoài nha sếp. Ờ. Chơi à. Chú Quang bận rồi con. Nhưng mà chú Quang bận gì lâu vậy mà? Thì chú Quang cũng có gia đình riêng, rồi cũng có cuộc sống riêng giống như là mẹ với Ken vậy đó. Cho nên là chú Quang không qua được nữa đâu con. Vậy giờ chú Quang không tới nữa, mình gọi điện thoại kêu chú Quang qua đi mà. Ken có nhớ mẹ dặn cái gì không? Là mình không được làm phiền người khác, cho nên là Ken không được làm phiền chú Quang, nghe chưa? Nhưng mà chú Quang đâu phải là người khác, chú Quang quen với Ken mà. Chú Quang chỉ quen thân với Ken khi mà Ken bị bệnh thôi. Còn khi mà Ken hết bệnh rồi á thì chú Quang mới tới được nữa. Cho nên là Ken không có được làm phiền chú Quang nữa, không có được nhắc tới chú Quang nữa, nghe không? Dạ. Sao không có được làm phiền chú Quang? Mẹ con mình làm phiền chú Quang đủ rồi. Đi qua đây với mẹ. Mẹ lên. Hư hả? Mẹ đã kêu đi qua đây. Mẹ nói là đi qua đây. Đi qua đây. Chú Quang. Anh đi về đi.